Thưa quý vị, sẵn sàng vượt qua khó khăn, vất vả, lực lượng quân đội nói chung và lực lượng vũ trang Đà Nẵng nói riêng đã và đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, là tấm lá thép vững chắc bảo vệ nhân dân, xứng danh là bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Phóng sự được thực hiện nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2021. Đà Nẵng là một trong những địa phương có diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19, xác định tư tưởng chỉ đạo chống dịch như chống giặc. Ngay từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng xuất hiện nhiều ca nhiễm, cán bộ chiến sĩ quân sự thành phố phối hợp với các lực lượng liên quan tham gia kiểm soát người phương tiện từ vùng có dịch vào thành phố, phong tỏa, giám sát người ra vào vùng vàng, vùng đỏ, phun thuốc khử khuẩn các khu vực dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao, hỗ trợ lực lượng y tế truy vết F1, F2 loại COVID ra khỏi cộng đồng. Ban chỉ huy quân sự Hải Châu tham gia cùng với các lực lượng trên địa bàn thực hiện một số cái vị trí chốt chặn, mục đích là để tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện theo đúng cái chủ trương và cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố, là kiểm soát và ngăn chặn không cho người dân ra vào cái khu vực đã là cách ly. Để phòng chống hiệu quả, khoanh vùng dập dịch, cách ly các mầm bệnh bên ngoài xâm nhập vào thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự ngoài việc phối hợp với ngành y tế khảo sát vị trí để triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân F0 không có triệu chứng, các lực lượng vũ trang còn đảm trách quản lý hai khu cách ly tập trung để đón nhận công dân từ nước ngoài trở về, hỗ trợ các quận huyện thiết lập các cơ sở cách ly công dân F1 theo đúng quy trình hướng dẫn của ngành y tế. Trong năm, riêng hai khu vực cách ly công dân nhập cảnh từ các quốc gia vào vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 vào Đà Nẵng, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã vận chuyển 20 đợt, tiếp nhận gần 5.000 công dân. Không chỉ tiếp nhận quản lý người trong vùng cách ly, phong tỏa nơi tâm dịch, cán bộ chiến sĩ còn tuyên truyền, vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách, tích cực hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông thủy sản, cung cấp lương thực thực phẩm, tổ chức các gian hàng không đồng, trực tiếp tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc điều trị tới từng nhà dân, không để ai đói khát và mắc bệnh không được chăm sóc. Với tình hình dịch bệnh COVID tiếp tục diễn biến phức tạp, anh em luôn xác định tốt vai trò trách nhiệm của mình và sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi lãnh đạo chỉ huy phân công. Và trong thời gian đến, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, tham mưu tích cực cho thành ủy, ủy ban và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo cho thành phố chúng ta sẽ trong thời gian đến không còn dịch bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong lực lượng vũ trang thành phố. Xác định rõ nhiệm vụ phòng chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay, coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Dù tình huống nào, quân đội cũng luôn xung kích, đi đầu, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tô thắm bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.